Vâng, em xin chào cả nhà, chào tất cả anh chị em. Hôm nay em xuất ra một ít cái lăm bánh tráng đại tướng cả nhà nhé. Lăm tráng đại tướng thì đại tướng với lại Phú Thọ thì nó là cùng xuất thân từ Phú Thọ cả nhà. Thì đặc điểm cái bông Phú Thọ của chúng ta là nó sẽ có bông mũi trắng, cựa nó đa phần là cựa nó sẽ hơi hồng hồng, còn bông đại tướng thì mũi nó ngược lại cả nhà nhé, mũi nó hơi hồng hồng và cựa nó lại trắng. Đấy, và có những thời điểm bông đại tướng nó lở vào mùa đông ấy, vào trái mùa đấy thì là cái mũi của nó lại rất là trắng. Thì đây đầu tiên cho mọi người xem cái đấy, một bông đại tướng vừa rồi nó lở nhà em rất là nhiều, còn đây là một trong những cây nó lở nhà em rất là xuất sắc cả nhà nhé, rất là đẹp. Đợt nó lở này là đợt nó lở vào cuối năm cho nên là nó lại lở rất là đẹp cả nhà. Là bình thường thì mắt nó sẽ đậm hơn một xíu và mũi nó hồng hồng. Bông lăm cánh trắng đại tướng này này. Thì đợt này thì là giá nó cũng khá là rẻ, do Phú Thọ nó cũng xuống sâu ấy, cho nên là cái thời điểm như cuối năm ngoái thì em nhập đại tướng họ rất là cao. Đấy, sau đó là cũng chia sẻ giá cũng khá là cao theo thời điểm, nhưng mà bây giờ thì giá nó rất là hợp lý để cho những bác sưu tầm mặt hoa ở nhà nhé. Những người nào chưa có lăm bánh trắng đại tướng thì các bác có thể sưu tầm. Chìm nó hot lắm mồm quá cả nhà. Thì ở đây này, những cái size như này nhá, những cái kia như này 1 này, 2, 3, 4 này. Mấy cái kia như này thì em đang xuất là 500k một kia này nhá. Con này nó bé hơn tí thì nó còn mắt ngủ. Đấy, còn những con này nó nhỉnh hơn, dễ thì rất là khỏe này nhá. Đấy, thì 500k một kia. Đấy, còn cái hàng này nó to hơn. Nó to hơn này nhá, to hơn này. Đấy. Thì cái hàng này là 680k. 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5, nó xem nhau rồi nhé. Đấy, là 680k cho một cốc. Còn cái hàng kia là hàng 500k nhé. Đấy, và ngoài ra nó có hai cái cốc đôi này. Hai cốc đôi này thì em bán là đấy, hai cốc này thì là hai kia, một kia to kia nhỏ này thì em lấy là 1000k nhé. 1000k, bởi vì là cái kia bé này nó cũng bằng cái kia, gần bằng cái 500 rồi, kia này thì to hơn. Đấy, cái này thì cái hai cái này bé hơn thì hai cái này thì em lấy 900k cho hai kia này nhá. Còn là hàng bên trên này 500k, hàng dưới này là 680, lăm bánh trắng đại tướng này nhá. Bác nào lấy cái kia nào thì các bác liên hệ với em nhá. Còn em còn ba cái kia hồng K1 này, hồng thiên lôi cả nhà nhá, dễ thì đi rất là khỏe. Ba cái kia còn ba cái thôi. Ba cái này thì em bán đồng giá là 790k cho một cái. Là hồng hồng K1 ấy. 790k một cái, còn ba cái ấy. Ok cả nhà nhé. Em xin cảm ơn. Thì bác nào mà muốn sưu tầm lăm trắng đại tướng các bác liên hệ với em. Số điện thoại em là 0903 208 533. Xin cảm ơn ạ.